từ những làng hoa vựa rau truyền thống vốn phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Với mô hình nhà kính, nông dân và doanh nghiệp có thể tối ưu hóa sản xuất trong môi trường khép kín. Nhưng nay, cách làm này được xác định là tác nhân gây biến đổi khí hậu. Bởi thế, ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, có một nông dân thành công với mô hình sản xuất hữu cơ, không nhà kính. Mô hình đầu tiên thành công giúp nhiều nông dân tìm đến học hỏi. Những bức pháp dựng đứng, tiết kiệm diện tích, được phủ xanh bằng rau xà lách. Những trụ dừa cao tới 3 mét ngay trong sân nhà, che kín cải bắp tươi ngon. Và cả những mảnh vườn dưa leo trái luộn lẳng. Tất cả đều được gia đình anh Phạm Thế Tuấn ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng sản xuất ngoài trời theo hình thức khí canh tiêu chuẩn hữu cơ. Nhờ việc trồng chăm sóc được thực hiện theo đúng quy trình và tiêu chuẩn nên các giống rau củ quả đều đảm bảo năng suất chất lượng. Năng suất thì nó không có giảm so với trồng đất mà nó còn cao hơn rất là nhiều. Và cái độ ổn định của trái rất là tốt. Như anh thấy không? Những cái trái này em trồng ngoài trời thì nó thu hoạch được khoảng 20 ngày rồi. Nhưng mà phẩm chất trái vẫn đạt được như lúc ban đầu. Sản xuất công nghệ cao đối với rau màu trước nay đều trồng trong nhà kính, nhưng anh Tuấn tiên phong trồng ngoài trời, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để bảo vệ môi trường, phòng ngừa sâu bệnh. Anh đang thiết kế mô hình du lịch canh nông để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách, giúp gia tăng thu nhập trên cùng diện tích. Về du lịch canh nông thì cái hướng này em đã định hướng từ đầu để em phát triển mô hình này. Thì em thấy mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch canh nông thì nó tạo ra rất là đa hướng về du lịch nông nghiệp cũng như về tất tạo rất là nhiều nguồn thu từ sản phẩm nông nghiệp. Ví dụ như mình có thể kết hợp những cái này để cho khách tự trải nghiệm. Đó, từ đó thì mình có thể bán những sản phẩm cho khách du lịch và mình có thể là cung cấp tại chỗ cho khách, ăn uống tại chỗ cho khách. Đối với những người tham gia sản xuất hữu cơ không nhà kính ở đây đều hết sức yên tâm vì công việc nhàn, sức khỏe được đảm bảo. Tỉnh Lâm Đồng đang khuyến khích nông dân chuyển dần sản xuất trong nhà kính sang sản xuất ngoài trời để giảm tác động với môi trường sống. Bởi thế, mô hình của anh Tuấn tạo động lực để các hộ nông dân khác tìm hiểu và làm theo.